Thưa quý vị, theo quyết định số 231 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì đến ngày 31 tháng 3 năm 2023, các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm thủ công trong khu dân cư sẽ chuyển vào trong các nhà máy giết mổ công nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh có gần 50 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm nhỏ lẻ thủ công. Qua chứng chỉnh sắp xếp, hiện còn 13 cơ sở trong khu dân cư để đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường đô thị, thành phố đã từng bước chuyển dần cơ sở giết mổ thủ công sang quy mô công nghiệp tập trung, công tác kiểm tra kiểm soát vì vậy cũng chặt chẽ hiệu quả hơn. Thành phố cũng đã ban hành rất là nhiều các cái kế hoạch, à, trong đó có cái kế hoạch là à, nâng cao cái công suất giết mổ à, các cái nhà máy công nghiệp. À, trong đó thành phố thì có lập một cái tổ công tác hỗ trợ cho cái việc mà đẩy nhanh cái tiến độ à, xây dựng các cái nhà máy giết mổ công nghiệp. À, và cái tổ này thì cũng hỗ trợ cho các cái nhà máy giết mổ công nghiệp thực hiện các cái thủ tục. Tăng cường quản lý hoạt động giết mổ gia súc gia cầm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho Chi cục thú y và chăn nuôi, các trạm chăn nuôi thú y quận, huyện tham gia vào đoàn kiểm tra liên ngành quận, huyện ủy ban nhân dân các quận huyện cũng thành lập đoàn liên ngành phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi với thành phần là lực lượng thú y ở các trạm thú y lực lượng này có nhiệm vụ tham mưu về chuyên môn thú y hình thức xử lý giám sát lấy mẫu sản phẩm sau giết mổ